vùng gia Pháp. Đừng có khinh thường người khác. Chúng tôi đến cùng với thiệp mời đấy. Cái gì? Thiệp mời này là do đích thân tôi gửi mà. Hình như không có phát cho hai người thì phải. Anh làm gì vậy? Thiệp mời này là thật đấy. Tô gia các người không có tư cách đến đây. Phùng Gia Phát, đừng hiếp người quá đáng. Tôi hiếp người quá đáng? Vậy thì đã sao? Chẳng lẽ Tô gia các người dám đối đầu với Phùng Gia sao? Không phải con rồi hay bám theo cô Tô đây sao? Cố Trường Sơn, sao thế? Hôm nay cậu có cách để cô Tô vào trong hay sao? Có gì mà không thể chứ? Cố Trường Sơn, cậu lấy tư cách gì? Hôm nay là ngày chiến thần tổ chức tiệc tri ân. Cậu đã làm gì cho đại hạ hả? Cậu từng lập công lớn hay là phát minh ra cái gì độc nhất? Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng những gì anh vừa nói, học trò của tôi vẫn đang làm hàng ngày. Họ là những nhân tài kiệt xuất của đại hạ. Cố Trường Sơn, nói tới nói lui, có phải cậu đang định nói cậu chính là thầy của Diêu Tổng, là thầy của thần Y Đỗ đúng không? Ngoài những hư danh này ra thì cậu còn làm được gì nữa? Chẳng lẽ bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia không phải là có công với đất nước sao? Cố Trường Sơn, cậu muốn vào trong đến thế sao? Vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu bò từ đây vào trong đó đi. Như vậy tôi sẽ cho cậu vào. Trường Sơn, Tô gia chúng ta không tham gia bữa tiệc này cũng được. Không sao đâu Ngọc Tú, em yên tâm đi. Hôm nay Phùng Gia Phát kiểu gì cũng phải mời chúng ta vào trong thôi. Cố Trường Sơn, đôi khi tôi thật sự không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin mà mạnh miệng như vậy. Quỳ hay không quỳ đây? Muốn tôi quỳ chỉ dựa vào cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, kể cả là chiến thần hay long soái có đến thì họ cũng không dám bắt tôi quỳ. Cố Trường Sơn, cậu dám sỉ nhục chiến thần và long soái đại nhân, lá gan của cậu lớn thật đấy. Người đâu, lôi ra để tôi xem ai dám. Phùng Gia Phát, anh dám bắt thầy tôi quỳ sao? Anh có biết anh đã đắc tội với ai không? Diêu Tổng, đừng tưởng cô là người giàu nhất đại hạ thì có thể ăn nói như vậy. Chỉ cần một câu của chiến thần liền có thể khiến cô tán ra bại sản đấy. Tôi cũng muốn biết câu gì có thể khiến nhà tôi tán ra bại sản. Diêu Tổng, cô đừng có không biết điều. Phùng Gia Phát, bây giờ tôi sẽ đưa thầy tôi và người của Tô gia vào trong thì anh làm gì được tôi? Anh muốn tôi cũng phải quỳ xuống sao? Diêu Thúy Linh, được thôi, hôm nay tôi sẽ nể mặt cô. Vào đi. Đợi đã, có chuyện gì sao? Diêu Tổng, địa vị của cô cao quý, nhưng hôm nay có nhiều vị khách quý hơn, cho nên cô chỉ có thể ngồi ở giữa bàn. Còn Tô gia hai người, miễn cưỡng cũng xem là người nổi tiếng ở Hoa Thành, có thể ngồi ở cuối bàn. Còn về Cố Trường Sơn cậu, tôi có thể xếp cho cậu một cái bàn nhỏ ở cửa. Phùng Gia Phát, đừng có quá đáng. Diêu Tổng, tôi đã giữ thể diện cho cô rồi, nhưng trong tình cảnh ngày hôm nay phải có tôn ti trật tự. Nếu không lát nữa khách mời đến, không phải là bất lịch sự lắm sao? Nếu anh thực sự nói về phép lịch sự thì lẽ ra nên mời thầy Cố ngồi ở đầu bàn mới đúng. Diêu Tổng, có phải cô đã bị Cố Trường Sơn này lừa rồi không? Cho dù tôi dám cho cậu ta ngồi đầu bàn, cậu ta dám ngồi không? Sao lúc nào Diêu Tổng cũng bảo vệ cho Cố Trường Sơn này vậy? Chẳng lẽ bởi vì Cố Trường Sơn là thầy giáo của cô ấy? Tôi từng nghe một vài tin đồn Diêu Tổng với Cố Trường Sơn đó trước đây đã có mối quan hệ thầy trò gì đó. Vị trí đầu bàn chính là của chiến thần đại nhân, ai dám ngồi chứ? Nếu như cậu đã có lòng mời tôi, vậy tôi cũng không ngại ngồi đâu. Cố Trường Sơn, chỉ cần anh dám mời thì tôi dám ngồi. Cố Trường Sơn, tốt nhất cậu nên đứng dậy cho tôi. Chỗ ngồi của chiến thần, loại rác rưởi như cậu cũng có thể ngồi sao? Trường Sơn, cô Tô, nếu như cô tin thầy Cố, không cần lo lắng cho thầy ấy. Nhưng đây là chỗ của chiến thần, lát nữa chiến thần đến đây, anh ấy sẽ không chịu đâu. Cô yên tâm đi, cho dù là chiến thần Triệu Minh Vũ đến đây cũng phải qua chào hỏi thầy Cố thôi. Diêu Tổng,
Cô không đùa đấy chứ? Tôi có nói đùa hay không? Chúng ta cứ chờ sẽ biết. Nếu như tôi đứng ở đây, cậu nghĩ thằng nhóc Triệu Minh Vũ sẽ dám ngồi sao? Cố Trường Sơn, cậu dám gọi thẳng tên của Chiến Thần là đã phạm tội lớn rồi đó. Cậu còn dám bất kính với Chiến Thần. Mọi người, hãy làm chứng giúp tôi. Cố Trường Sơn này đã bất kính với Chiến Thần sư phụ của tôi, là cậu ta ăn nói ngông cuồng. Mọi người hãy giúp tôi dạy dỗ lại tên rác rưởi này. Sau này Phùng gia tôi có thể thành công, sẽ không quên sự giúp đỡ của mọi người hôm nay. Cố Trường Sơn này ăn nói ngông cuồng, tôi nhất định sẽ làm chứng cho Phùng đại thiếu gia. Cố Trường Sơn vô dụng chỉ biết bám váy phụ nữ, đáng lẽ phải tống anh ta vào tù. Diêu tổng, chuyện này thật sự không sao chứ? Hai người đừng quá lo lắng. Thầy Cố làm gì có sóng gió nào chưa từng trải qua. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Phùng Gia Phát, nếu cậu có bản lĩnh đến vậy, vậy em trai vô dụng của cậu sao vẫn chưa được thả ra? Chờ sư phụ tôi đến thả Phùng Gia Hưng ra còn không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Cậu đừng có đánh trống lảng, tốt nhất cậu nên đứng dậy ngay đi. Có nghe thấy không? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Biết đâu có khả năng chỗ ngồi này vốn dĩ là của tôi thì sao? Cố Trường Sơn, cậu lại đang đùa với tôi hả? Ý của cậu muốn nói là cậu chính là nhân vật lớn mà Chiến Thần nói đến sao? Cố Trường Sơn, giả danh làm Chiến Thần đại nhân thì thôi đi, còn giả làm nhân vật lớn mà Chiến Thần nói đến nữa. Cố Trường Sơn, chắc là mấy năm trước lên núi dạy học nên điên rồi, bây giờ nói gì cũng không thèm suy nghĩ. Sự thật là thằng nhóc Triệu Minh Vũ đó đích thân mời tôi đến đây. Cố Trường Sơn, cậu nói đùa gì vậy? Cậu mà được Chiến Thần đích thân mời đến đây hả? Bởi vì tôi là thầy giáo của Chiến Thần. Cậu là thầy giáo của Chiến Thần sao? Chiến Thần võ thuật cao cường, không lẽ cậu tính nói mình biết võ sao? Biết chút chút, đừng có đánh trống lảng với tôi. Tốt nhất cậu mau đứng dậy liền cho tôi đi. Nếu không lát nữa sư phụ tôi đến, cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi sợ người cuối cùng không chịu được trách nhiệm là cậu đó. Cố Trường Sơn, nếu cậu cứ giả mồm như vậy, chờ sư phụ tôi đến, Diêu tổng sợ cũng không thể bảo vệ được cậu đâu. Được thôi, cứ chờ xem đi. Diêu tổng, vậy cô đừng trách tôi không giữ thể diện cho cô. Lần này Cố Trường Sơn thật sự hết cách rồi, ngay cả Diêu tổng cũng không giúp được nữa. Bây giờ mau rời đi còn hơn là chọc giận Chiến Thần đại nhân. Nếu để Chiến Thần đại nhân nhìn thấy, mạng quen của Cố Trường Sơn không giữ được rồi. Thiên tài y thuật Đỗ Quốc Hùng đến. Học trò Đỗ Quốc Hùng, tạ ơn công ơn dạy dỗ của thầy. Quốc Hùng, cậu đến là được rồi. Quả cáp làm gì nữa, một chút lòng thành em để ở đây nhé. Thần y Đỗ, mặc dù Cố Trường Sơn là thầy giáo của cậu, nhưng cậu không nên bỏ qua những gì cậu ta đã làm chứ. Ách, ngồi đáy giếng có mắt mà như mù. Thần y Đỗ, cậu có biết chỗ cậu ta đang ngồi là của ai không? Đây là chỗ ngồi của Chiến Thần sư phụ tôi. Cậu ta chỉ là giáo viên miền núi, có tư cách gì ngồi ở đây hả? Tôi có thể đảm bảo với anh, trong số những người đang ở đây, không ai xứng đáng được ngồi ở chỗ này hơn thầy ấy cả. Các người đều điên hết rồi. Một giáo viên miền núi bình thường có tư cách gì ngồi ở đây hả? Có khi nào người bị điên chính là cậu không? Không thể nào. Tôi là đệ tử được Chiến Thần dạy dỗ, tôi cũng là người tổ chức bữa tiệc này. Hôm nay tôi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi đây. Trấn Ngục Thiên Vương Trần Nhạc đến. Cái gì? Ngay cả Trấn Ngục Thiên Vương Huyền Thoại cũng tới. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ họ đều liên quan đến Cố Trường Sơn sao? Tiểu Nhạc sao? Học trò kính chào thầy. Diễn viên toàn cầu Tôn Chí Dương đến. Đạo diễn quốc tế Bạch Tiểu Phúc đến. Học trò kính chào thầy giáo. Cảm ơn vì công ơn dạy dỗ của thầy. Tôi đã nói rồi, mấy người các cậu đến là được rồi. Mang mấy cái này đến để làm gì? Tôi không nhận quà đâu. Mang về đi. Một chút quà mọn, mong thầy có thể nhận cho. Không thể nào. Làm sao tất cả đều là học trò của Cố Trường Sơn được? Cố Trường Sơn, cho dù bọn họ đều là học trò của cậu thì sao hả? Phùng Gia Phát, đến giờ cậu vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn nghĩ tôi không có tư cách ngồi ở đây sao? Không thể nào có chuyện này, tuyệt đối không thể. Phùng Gia Phát, anh vẫn chưa nắm rõ tình hình sao? Những vị khách ngày hôm nay đều là học trò của thầy Cố, anh vẫn không hiểu sao? Chẳng lẽ Chiến Thần cũng là học trò của Cố Trường Sơn sao? Không thể nào, chắc chắn không thể như vậy.
Chiến thần phương Bắc, Triệu Minh Vũ đến. Sư phụ, ngài đến rồi. Thầy của tôi cũng đến đây. Cậu đã đón tiếp chưa? Thầy của ngài là... Mọi người đến sớm thế sao? Kính chào thầy. Cảm ơn công dạy dỗ của thầy. Thật không ngờ, Chiến thần đại nhân cũng là học trò của Cố Trường Sơn. Rốt cuộc Cố Trường Sơn là người như nào vậy? Lần này Phùng gia chắc sẽ tiêu đời rồi. Tiểu Triệu, hôm nay cậu giúp tôi chuẩn bị tiệc tri ân này. Cậu có lòng rồi. Anh Triệu, bản lĩnh của đệ tử anh chẳng ra sao hết. Vừa nãy Phùng gia phát này muốn đuổi thầy đi nữa đấy, còn không cho thầy ấy ngồi. Cái gì? Sư phụ ơi, sư phụ, tôi biết sai rồi. Tôi có mắt mà như mù, tôi đã biết sai rồi. Sư phụ, Triệu Minh Vũ tôi không có đệ tử như cậu, mau cút đi. Sư phụ, tôi thật sự biết sai rồi. Lúc đầu tôi không biết gì cả, bây giờ thì tôi thật sự biết sai rồi. Sư phụ, cậu biết sai sao? Vậy cậu nói xem, cậu đã sai cái gì, sai ở đâu đi? Tôi bị mù, tôi không có mắt nhìn người, tất cả là lỗi của tôi, đều tại tôi hết, xin hãy tha thứ cho tôi. Tiểu Triệu, xem ra cậu đã quên hết những gì tôi đã dạy cậu rồi. Cậu còn nhớ được những gì vậy? Thầy giáo, học trò sai rồi, xin thầy cứ trách phạt. Thôi bỏ đi, nể tình cậu giúp tôi chuẩn bị tiệc tri ân, lần này tôi tha cho cậu. Nhưng còn cậu ta thì tính sao đây? Tên này kể từ bây giờ không còn là đệ tử của em nữa. Triệu Minh Vũ, em không có quan hệ gì với Phùng gia nữa. Vậy còn tội của cậu ta xử lý như thế nào đây? Tống vào tù, không bao giờ thả ra. Được, vậy còn không mau thực hiện đi. Người đâu? Sư phụ, tôi sai rồi. Sư phụ ơi, sư phụ, tôi xin ngài đó cho tôi một cơ hội nữa đi sư phụ. Mọi người, hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này thông báo một chuyện. Ngọc Tú, em lấy anh nhé. Em đồng ý. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Mọi người, tôi xin thông báo, 10 ngày nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới ở Hoa Thanh. Hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ dành thời gian đến chung vui. Được. Trường Sơn, ba giao Ngọc Tú lại cho con đó, bà cứ yên tâm. Cấm vệ thần Long, ông là ai vậy? Dám đến đây kiếm chuyện? Nếu cậu đã thấy tôi dẫn cấm vệ thần Long đến đây, chắc cũng biết hôm nay tôi đến đây làm gì mà phải không? Kêu Cố Trường Sơn ra đây gặp tôi. Tôi là Cố Trường Sơn đây. Ông là Phùng Đức phải không? Phùng Đức, gia chủ của Phùng gia đấy. Ông ấy dẫn theo cả hộ vệ thần Long đến. Chẳng lẽ là lần này Long Soái cũng đến, đặc biệt ra mặt cho Phùng gia sao? Có phim hay để xem rồi. Trấn Quốc Long Soái lại ra mặt cho Phùng gia, dù là chiến thần Triệu Minh Vũ cũng phải nhường nhịn. Cố Trường Sơn, cậu đã lấy việc công làm việc tư, lợi dụng mối quan hệ thầy trò của cậu để bắt giữ hai đứa con trai tôi. Hôm nay nếu cậu không thả hai đứa con trai tôi ra, tôi sẽ cho cậu biết tay. Long Soái chính là Long Nhất phải không? Cố Trường Sơn, cậu cũng to gan thật. Cậu dám gọi thẳng tên của Long Soái sao? Tôi không hiểu cho lắm, tên của những người này nguy hiểm đến vậy sao? Mà ông lại làm như chỉ cần gọi tên họ thì đều phải bỏ mạng vậy. Vậy tôi không biết mình đã mất bao nhiêu mạng rồi. Giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, hoặc là thả hai đứa con trai tôi ra ngay lập tức, rồi quỳ xuống xin lỗi hai đứa nó, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Còn nếu không, hôm nay là ngày cưới, cũng chính là ngày cậu rời khỏi thế gian này. Là ý của Long Nhất hay là ý của ông? Long Soái và tôi là bạn bè thân thiết, ý của tôi cũng chính là ý của cậu ta. Vậy nếu hôm nay tôi không quỳ thì sao? Ông sẽ để mấy người này ra tay với tất cả khách mời của tôi sao? Cố Trường Sơn, cậu đừng đắc ý. Đây đều là những cấm vệ thần Long đã từng chinh chiến nhiều trận, muốn hạ gục cậu không phải quá đơn giản rồi sao?
cậu đừng tưởng là cậu có chiến thần của lãnh thổ phía Bắc là có thể giúp cậu ngăn chặn hết mọi thứ. Trước mặt Long Soái, chỉ cần một câu nói của tôi thôi là có thể cách chức của bọn họ rồi. Phùng Đức, ông nhầm rồi. Thầy của tôi căn bản không cần tôi ra tay trợ giúp. Triệu Minh Vũ này, Long Soái đích thân đến đây, ai giúp thì cũng vô dụng thôi. Cố Trường Sơn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Trường Sơn, hay là anh đồng ý ông ta đi. Long Soái quyền thế ngập trời, anh không thể đấu lại anh ta đâu. Cậu xem đi, người phụ nữ của cậu biết điều hơn cậu nhiều. Minh Vũ, đi đưa hai tên nhóc họ Phùng kia ra đây đi. Thưa thầy, thầy đây là trước đây bắt bọn chúng lại. Có vẻ như tôi đã sai rồi. Đi đi. Bà ơi, còn không mau cởi trói cho chúng. Hôm nay bà đã mang theo đội cấm vệ thần long của Long Soái đến đây. Hôm nay ai đến cũng vô dụng. Cố Trường Sơn, cậu nghe thấy chưa hả? Chúng tôi có Long Soái đại nhân chống lưng, cho dù chiến thần là học trò của cậu thì có ích gì chứ? Chiến thần cũng là do Long Soái bổ nhiệm thôi. Lần này anh to đời chắc rồi. Thưa thầy, thầy đây là, xem ra trước đây tôi đã sai rồi. Xem ra Long Soái đại nhân quả thật vang danh khắp thiên hạ, đến cả Cố Trường Sơn này cũng không thể không khuất phục. Không phải anh kiêu ngạo lắm sao? Không phải anh đã nói Phùng gia chúng tôi không xứng sao? Bây giờ thì xứng chưa? Bây giờ cậu đang ở địa bàn của Phùng gia chúng tôi thì chỉ là chó nhà có tang thôi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu. Hãy quỳ xuống và xin lỗi chúng tôi ngay lập tức. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu ngủm không toàn thây. Cố Trường Sơn, cậu cười cái gì? Cậu đừng có quanh co lòng vòng ở đây nữa. Tôi nói cho cậu biết, không có ai có thể cứu được cậu đâu. Cố Trường Sơn, tôi đếm đến ba. Nếu như cậu còn không chịu làm theo lời tôi nói, vậy thì cậu đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Một, hai. Tôi đồng ý sẽ quỳ với mấy người khi nào chứ? Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu chán sống rồi sao? Hôm nay người toi đời không phải tôi mà là mấy người đó. Tôi bảo cậu quỳ xuống xin lỗi, có nghe không hả? Cậu đúng là không biết xấu hổ mà, dám láo sự trước mặt đội cấm vệ thần long của Long Soái. Lên cho tôi, xông lên. Cậu chỉ là một giáo viên nhỏ bé ở miền núi thôi, sao có thể hạ gục nhiều cấm vệ thần long như vậy chứ? Phùng Đức, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Nếu bây giờ tôi không quỳ xuống thì ông có thể làm gì tôi đây? Cậu đừng đắc ý. Một lát nữa Long Soái đại nhân đến sẽ cho cậu biết tay. Thằng nhóc Long Nhất đó đến cũng đúng lúc đấy. Ban đầu tôi lo lắng rằng cậu ấy bận rộn quá, không thể đến được. Cậu cũng chỉ có thể nói mấy lời sáo rỗng này thôi. Đợi đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, cậu đấu với anh ta một trận đi. Được thôi, tôi còn sợ cậu ta không dám đó. Cậu nghĩ Long Soái đại nhân là ai hả? Phùng Đức này, ông có biết Long Soái chính là học trò đầu tiên của... Sao vậy? Sao không nói nữa đi? Không bịa được nữa sao? Bây giờ cho dù cậu có quỳ xuống trước mặt Phùng gia chúng tôi, cầu xin tôi, thì Phùng gia chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ông cứ mở miệng ra là nói sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Ông có biết những người ở đây là những ai không hả? Cho dù chỉ có những người học trò chúng tôi đây thôi, thì có bốc đại một người ra cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Nếu như ông động đến chúng tôi thì chính là đang động đến cả đại hạ đấy. Mấy người đừng có đe dọa tôi. Chờ đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ba người Phùng gia bọn họ làm đủ chuyện xấu, sao thầy lại muốn buông tha cho bọn họ chứ? Tôi có nói muốn tha cho họ sao? Thưa thầy, vậy sao thầy lại bảo em đưa họ đến đây? Tôi nói là tôi sai rồi. Việc tống họ vào tù suốt đời
là quá nhẹ. Loại người như bọn họ vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này. Cậu láo sự quá rồi đó. Cậu còn muốn lấy mạng chúng tôi nữa sao? Đợi Long Soái đại nhân đến rồi thì ngày tàn của cậu cũng đã đến rồi đó. Ách ngồi đáy giếng. Người tầm thường không hiểu nổi chí lớn của anh hùng. Mấy người kiêu căng tự đại quá lâu rồi. Mấy người cảm thấy tất cả người dân đều là những kẻ nhỏ bé tầm thường. Tất cả những người bình thường đều không cùng đẳng cấp với mấy người. Mấy người cảm thấy bản thân là những kẻ có tiền có đặc quyền. Hôm nay, thầy sẽ dạy cho các trò thêm một tiết học cuối cùng. Các trò đều là những người dân. Có một số người xuất thân từ vùng núi nghèo. Một số người xuất thân từ gia đình bình thường. Một số người thậm chí còn phải lang thang trên đường phố. Nhưng cho dù xuất thân của các trò là gì đi chăng nữa, tôi đều đối xử với các trò bình đẳng như nhau. Các trò cũng là con người như tôi, đều là con dân của đại hạ. Chỉ cần biết điều này, chúng ta mới có thể vì đại hạ cống hiến nhiều hơn. Còn mấy người này, họ nghĩ rằng mình cao hơn người khác một bậc, xem người dân bình thường như cỏ rác. Toàn bộ những tinh anh trong ngành đều là đối tượng để bọn họ bóc lột. Bọn họ căn bản không xứng làm người. Cậu nói dài dòng như vậy có ích gì chứ? Đợi đến khi Long Soái đại nhân đến rồi, cậu cũng phải toi đời thôi. Vậy sao? Trấn Quốc Long Soái, Long Nhất đại nhân đến. Cố Trường Sơn, đợi anh đi gặp Diêm Vương rồi. Tôi sẽ chăm sóc vợ giúp anh thật tốt nhé. Long Soái đại nhân, cậu đến rồi. Đám người đang đứng ở phía trước, Long Nhất, Trấn Quốc Long Soái, tất cả đều là các phần tử phạm tội. Bọn họ dám? Phùng Đức, sao ông dám nói họ là phần tử phạm tội? Tên Cố Trường Sơn này, hắn ỷ mình có chiến thần để dựa dẫm. Hắn vậy mà dám khiến hai đứa con trai tôi. Long Soái, Long Soái ơi, sao cậu lại? Rốt cuộc tại sao vậy? Chúng tôi sai ở đâu chứ? Ông sai ở chỗ đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đệ tử Long Nhất, bái kiến ân sư. Đã lâu không gặp. Không thể như vậy. Lẽ nào Long Soái cũng là học trò của hắn? Sao cũng là học trò của hắn hết vậy? Nói các ngươi là ép ngồi đáy giếng, đúng là không sai. Thầy chúng tôi nhận lệnh của quốc chủ, dùng ngọn núi sông Đại Hạ thu nhận đệ tử và học trò ngoan ở khắp nơi. Mỗi một học trò đều là anh tài, phong hiệu đại sư Rồng Thiên. Cố Trường Sơn không phải thầy của các anh tài đời mới ở Đại Hạ sao? Với thân phận này thì không ai có thể sánh bằng. Không thể nào. Tên Cố Trường Sơn này chỉ là một thầy giáo ở trên núi. Tôi là thiếu gia Phùng gia ở Hoa Thành, ai dám đụng đến chúng tôi? Đây chính là báo ứng của Phùng gia mấy người. Tôi đã nói tôi sẽ khiến cho Phùng gia mấy người biến mất khỏi Đại Hạ này. Tốt, tốt rồi. Ngọc Tú của chúng ta đã chọn đúng người rồi. Cậu Cố, chuyện này là lỗi của Phùng gia. Cậu cho gia đình chúng tôi một cơ hội đi, tha thứ cho Phùng gia đi. Bây giờ ông hối hận thì cũng không kịp rồi. Nếu ông là tôi thì ông sẽ tha cho tôi chứ? Cậu Cố, quả thật là Phùng gia chúng tôi sai rồi. Hãy cho chúng tôi một cơ hội được không? Dẫn đi hết đi. Phùng gia chúng tôi sẵn sàng đem tất cả tài sản dâng tặng cho nhà nước. Cậu Cố, tôi xem ai dám ra tay, tôi sẽ tiễn mấy người đi đấy. Báo, đội quân áp sát biên giới nước Hoa đang tập trung ở biên giới Đại Hạ. Cố Trường Sơn, Long Nhất, các người định tiễn cha con chúng tôi đi sao? Hôm nay các người cũng đi chắc rồi. Sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi, còn ăn nói lung tung. Trường Minh Vũ, Long Nhất, cậu nghĩ rằng chúng tôi tiếp cận mấy người không có mục đích gì sao? Chúng tôi đã sớm gửi thông tin quốc phòng của Đại Hạ bán cho nước Hoa từ lâu rồi. Nước Hoa cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ đội quân đã áp sát biên giới. Đám chiến thần mấy người vậy mà lại dám ở đây tổ chức tiệc. Mấy người mới là nỗi nhục của Đại Hạ. Phùng Đức, các người đã mất đi tất cả, còn dám ở đây mạnh miệng sao? Thầy tôi thần cơ diệu toán, sớm đã nhìn thấu được kế hoạch của các người, giao dịch bí mật của các người với tên Uzama sao kia.
ông cho rằng thầy tôi không biết sao. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của thầy tôi. Thông tin tôi và Long Nhất tiết lộ cho mấy người, tất cả đều là giả. Tôi sẽ cho bọn người nước Waki biết cái gì gọi là phạm đến đại hạ của tôi. Xa cách mấy cũng phải diệt. Không thể nào, chuyện này sao có thể như vậy được? Ông tưởng rằng chỉ có người nước qua mới có chiến thuật sao? Bên cạnh họ lẽ nào không có nội gián sao? Phùng Đức, lần này ông thua chắc rồi. Bây giờ biên giới chắc chắn đã bị nước qua đánh phá rồi. Mấy người cứ chờ đi gặp Diêm Vương đi. Báo bên phía biên giới báo rằng 50.000 lính nước qua đã rơi vào bẫy, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Phùng Đức, tin hay không mặc kệ ông. Ông và những tên nước qua kia đã thua thê thảm rồi. Đây không phải sự thật. Người đâu, mang đi. Sư phụ, tôi là đồ đệ thân cận của người mà. Sư phụ Ngọc Tú, xem ra đám cưới của chúng ta phải hoãn lại rồi. Anh còn có chuyện quan trọng phải làm. Em có thể đợi anh không? Trước đây em không biết, nhưng bây giờ em đã biết rồi. Người đàn ông của em chính là anh hùng dáng thế, là người làm việc lớn. Vì vậy, đợi anh bao lâu em cũng nguyện ý. Được, anh bảo đảm với em, trong vòng một tháng tiêu diệt nước qua. Cố Trường Sơn tôi, nhân danh đại sư Rồng Thiên, lệnh cho quân đội trong vòng một tháng tiêu diệt nước qua. Diêu Thúy Linh tôi bằng lòng dâng tặng toàn bộ tài sản và vũ trang tặng cho đội quân đại hạ. Đỗ Quốc Khủng tôi nguyện cùng thầy ra trận để cứu chữa hàng ngàn quân dân. Trần Nhạc tôi nguyện cùng thầy ra trận tiêu diệt sạch bọn quân nước qua. Triệu Minh Vũ tôi nguyện theo thầy xuất binh san bằng nước qua, lấy lại thanh danh cho đất nước. Long Nhất tôi nguyện cùng thầy ra trận, không diệt được nước qua thì không trở về. Tiêu diệt nước qua, nương vào Long Soái. Tiêu diệt nước qua, nương vào Long Soái. Tiêu diệt nước qua, nương vào Long Soái. Anh là bảo vệ của trường học đúng không? Hồng Phượng tướng quân, tân chiến thần hộ quốc Triệu Minh Vũ quay về trường cũ. Anh mau kêu người đi chuẩn bị một chút. Cố Trường Sơn, chiến thần đại hạ đại sư Rồng Thiêng. Triệu Minh Vũ, thằng nhóc này phô trương quá nhỉ. Dám ăn nói thô lỗ với chiến thần đại nhân sao? Giải quyết anh ta cho tôi. Vô dụng, cứ phải để tôi đích thân ra tay. Đồ đệ của Triệu Minh Vũ cũng chỉ có thế thôi sao? Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Triệu Minh Vũ, chiến thần hộ quốc tân nhiệm. Chiến thần đại nhân, còn không mau hành lễ. Hồng Phượng, cô im miệng cho tôi. Chiến thần đại nhân, là do anh ta nói năng vô lễ với ngài. Quỳ xuống, xin lỗi mau. Thưa thầy, là do em quản lý không nghiêm, xin thầy bỏ qua cho. Triệu Minh Vũ, tôi thường dạy cậu như thế nào, cậu biết sai rồi chứ? Là do Hồng Phượng có mắt không nhìn thấy Thái Sơn nên đã đắc tội với thầy. Ý của cậu là nếu như người hôm nay không phải là tôi thì cô ta không sai đúng không? Là lỗi của em. Triệu Minh Vũ, đừng cho rằng cậu đánh bại được vài tên vô dụng của nước ngoài là đã có thể vanh váo hống hách trước mặt mọi người. Dạ, nếu như cậu còn như vậy nữa thì sau này ở trước mặt người ngoài đừng nhận mình là học trò của tôi. Vâng, em biết sai rồi. Hồng Phượng, còn không mau nhận sai với sư tổ đi. Sư tổ, Hồng Phượng biết sai rồi, xin sư tổ trách phạt. Triệu Minh Vũ, đây là lần đầu tiên, nếu còn để xảy ra tình huống tương tự như vậy nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng. Thầy ơi, thầy đi đâu vậy? Tôi về Hoa Thành cưới vợ. Thầy ơi, Tiểu Diêu lấy danh nghĩa của thầy thành lập nên trường học Hy Vọng ở Hoa Thành. Vào ngày lễ khai giảng, cô ấy hy vọng thầy có thể đến. Được, tôi sẽ đến. Đứng dậy đi. Sư phụ, thầy của ngài rốt cuộc là ai vậy? Người phụ nữ giàu nhất Yến Kinh, Diêu Thúy Linh, thiếu niên thần y Đỗ Quốc Hùng, thẩm phán mắt quỷ Thẩm Duy Hiệp, những cái tên này chắc cô đã từng nghe qua rồi chứ? Những người này
không phải đều là những thiên tài mới nổi ở Đại Hạ sao? Bọn họ đều là học trò của thầy tôi, cùng lớp với tôi, và còn rất nhiều người nữa. Thậm chí tôi còn không biết ở các lớp khác còn có nhân vật lớn nào nữa hay không. Thầy của tôi, Cố Trường Sơn, chính là Chiến Long Hộ Quốc, Thánh Thủ Thần Y, Kỳ Tài Kinh Doanh, Trấn Vực Thiên Vương. Tôi không biết còn điều gì mà thầy ấy không biết nữa hay không. Sau khi thầy của tôi rút khỏi tiền tuyến, thầy ấy đã đi du ngoạn khắp nơi, thu nhận nhiều học trò, vì Đại Hạ mà bồi dưỡng ra rất nhiều thiên tài. Năm ngoái, Quốc Vương đã đích thân phong thưởng cho thầy ấy phong hiệu Đại Sư Dòng Thiêng. Xin chào, có chuyện gì không? Tôi muốn tìm Tô Ngọc Tú. Tìm Tô Tổng sao? Anh có hẹn trước không? Hẹn trước sao? Cô cứ nói với cô ấy, tôi tên là Cố Trường Sơn, thì cô ấy sẽ đến gặp tôi thôi. Xin lỗi, muốn gặp được Tô Tổng thì phải đặt lịch hẹn trước, dù ai đến cũng không được vào. Được rồi, vậy tôi sẽ ngồi ở đây đợi cô ấy. Tôi cảnh cáo anh, đừng gây rắc rối ở đây. Mau đi đi, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới đó. Không phải đâu, tôi không gây rối, tôi chỉ đứng đây đợi cô ấy thôi. Tôi cũng không làm phiền các cô mà, có đúng không? Nhìn bộ dạng tồi tàn của anh đi, có biết tập đoàn Tô Thị là chỗ nào không hả? Anh mà cũng xứng đứng ở đây sao? Chưa từng thấy ai mặt dày như anh. Có chuyện gì vậy? Thư ký Lâm, có một người tên Cố Trường Sơn đến tìm Tô Tổng. Lâm Thanh Thanh, thư ký tập đoàn Tô Thị. Cố Trường Sơn, phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại bạn trai mất tích nhiều năm của Tô Tổng sao? Sao cơ? Cô nói anh ta là bạn trai của Tô Tổng sao? Bạn trai hả? Đó là chuyện của trước đây thôi. Cố Trường Sơn, anh đi đi, Tô Tổng sẽ không gặp anh đâu. Ý cô là sao? 8 năm trước anh để lại lá thư rồi đi mất. Nói đi làm cái gì mà? Dạy học ở vùng sâu vùng xa, 8 năm dòng dã không có tin tức gì, mà bây giờ anh còn mặt mũi để gặp chị ấy sao? Sao cơ? Bạn trai cũng mất tích 8 năm, cũng dám mỏ đến sao? Chắc không phải do bản thân không tự kiếm sống được nữa nên muốn đến lợi dụng Tô Tổng đó chứ? Đưa tôi đến gặp Ngọc Tú, tôi muốn tự mình giải thích với cô ấy. Tô Tổng sẽ không gặp anh đâu, mau cút về cái khe núi kia của anh đi. Ngọc Tú, ngày mai tại buổi lễ khai giảng của trường học, hy vọng tôi sẽ giới thiệu em với Diêu Tổng. Chỉ cần kéo được vốn của tập đoàn Diêu Thị, Tô Ngọc Tú, thì những vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết. Phùng Gia Hưng, nhưng tôi không nhận được thư mời đến dự buổi lễ, em yên tâm, cứ giao cho tôi. Ngọc Tú, Cố Trường Sơn đúng là khách quý đó. Ngọc Tú, nghe anh giải thích có được không? Anh Cố không cần phải giải thích gì cả, giữa chúng ta không có quan hệ gì hết. Anh chính là Cố Trường Sơn, là cái người để lại lá thư rồi bỏ đi lên núi làm thầy giáo, khiến cho Ngọc Tú phải chờ đợi mỏi mòn nhiều năm kia sao? Đúng là không được như lời đồn nhỉ. Cậu là ai? Chuyện của tôi và Ngọc Tú không liên quan đến cậu. Đây là con trai của ông chủ tập đoàn Phùng Thị, thiếu gia Phùng Gia Hưng. Anh ấy và Tô Tổng của chúng tôi mới là một cặp trời sinh. Ngọc Tú, anh muốn nghe chính miệng em nói, Cố Trường Sơn, anh hãy tự hỏi lương tâm mình xem, anh dựa vào cái gì để có thể giữ Ngọc Tú bên cạnh mình chứ? Khi cô ấy phải khóc một mình vì ba bị bệnh nặng, anh đã ở đâu? Khi cô ấy nhận chức chủ tịch, công việc bận rộn, anh đã ở đâu? Hiện tại tập đoàn Tô Thị đang đối mặt với khủng hoảng, một thầy giáo miền núi như anh thì có thể giúp gì chứ? Phùng thiếu gia nói đúng đó. Mấy năm nay, Phùng Thị đã đầu tư hàng trăm triệu vào Tô Thị. Hơn nữa, lễ khai giảng của trường học hy vọng vào ngày mai, còn giới thiệu Tô Tổng cho Diêu Thúy Linh, nữ doanh nhân giàu nhất Đại Hạ. Mấy chuyện như vậy, anh có thể làm được không? Diêu Thúy Linh sao? Trường học hy vọng nữa, Cố Trường Sơn, có phải anh ở trong khe núi lâu rồi nên người cũng ngốc luôn rồi hay không? Anh có biết Diêu Thúy Linh là ai không hả? Cô ta là kỳ tài kinh doanh của Đại Hạ, trong vòng 3 năm ngắn ngủi trở thành người phụ nữ giàu nhất Đại Hạ. Anh có thể quen biết cô ta sao? Ở Hoa Thành, chỉ có những gia đình giàu có như Phùng gia mới có thể nhận được thư mời tham gia nhóm dự án giáo dục loan cảng ở Hoa Thành của tập đoàn Diêu Thị. Nghe nói tập đoàn Diêu Thị đã đầu tư 50 tỷ vào đó. Tập đoàn Tô Thị đi theo tập đoàn Phùng Thị chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Nói nhảm với anh ta nhiều như vậy làm gì? Loại nhà quê mới từ trong núi ra như anh ta có thể nghe hiểu sao? Tập đoàn giáo dục Hoa Thành, trường học hy vọng sao? Được, tôi nói cho mấy người biết, ở chỗ này tôi không cần thư mời cũng có thể đến. Cứ tiếp tục biện đi. Anh có biết buổi lễ khai giảng này, có biết bao gia đình thượng lưu ở Hoa Thành cố gắng đến mức nào cũng không thể vào được. Anh không có thư mời mà có thể vào được sao? Nếu như anh vào được thì tôi sẽ quỳ xuống kêu anh là ông nội. Còn nếu không vào được thì đừng xuất hiện trước mặt của Ngọc Tú nữa. Được, một lời đã định. Cố Trường Sơn, đừng gây rối nữa. Ngọc Tú, em tin anh đi. Ngày mai gặp nhé.
Tô Tổng, chị đang chờ Cố Trường Sơn đó đến sao? Thư ký Lâm, cô không cần lo lắng. Ngọc Thú đây, chỉ đang đợi Diêu Tổng đến mà thôi, có đúng không? Tên vô dụng Cố Trường Sơn đó, hôm nay sẽ không dám đến đâu. Hôm qua đã mất mặt như vậy rồi mà. Phùng thiếu gia, thôi bỏ đi, đừng nói như vậy. Ngọc Tú, cũng đã đến lúc em phải buông tay rồi đó. Phải rồi, hôm nay không chỉ có Diêu Tổng đến, còn có một nhân vật lớn đến nữa. Đó là ai vậy? Tôi không biết. Anh ấy rất bí ẩn. Trường học hy vọng lần này cũng được đặt theo tên của anh ấy. Cố Trường Sơn, anh thật sự dám đến đây hả? Cố Trường Sơn, anh đến đây làm gì? Anh không có thư mời. Thật sự nghĩ mình sẽ được vào sao? Cậu có tin? Nếu hôm nay cậu không cho tôi vào, vậy thì buổi lễ ra mắt của các cậu sẽ không thể tiến hành không? Cố Trường Sơn, anh ở trên núi nên bị khờ rồi hả? Không có anh thì chúng tôi không bắt đầu được buổi lễ sao? Là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc không giống như người được mời đến lắm. Tên là Cố Trường Sơn, tôi cũng chưa từng nghe qua. Hoa Thành còn có nhân vật lớn này nữa. Quý vị, xin hãy tập trung. Tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người. Gã điên này tên là Cố Trường Sơn, là một thầy giáo miền núi, không có thư mời mà dám nói buổi lễ của chúng ta sẽ không thể bắt đầu. Nhìn xem đi, ở đây có ai tin mấy lời nhảm nhí của anh không? Mấy người có tin hay không, tôi không quan tâm. Là Diệu Thúy Linh đích thân mời tôi đến đây. Cậu dám đuổi tôi đi sao? Cố Trường Sơn, anh mau về đi, lát nữa Diệu Tổng đến sẽ không tha cho anh đâu. Ngọc Tú, tin anh đi, anh không có gạt em đâu. Cố Trường Sơn, anh im đi. Anh đã gạt Tô Tổng chúng tôi hết 8 năm thanh xuân. Anh còn mặt mũi để nói vậy sao? Tôi từng gặp nhiều người bị ổi rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như anh. Mau quỳ xuống, xin lỗi tôi đi. Nếu không tôi sẽ tống anh vào tù ngồi. Bắt tôi quỳ sao? Loại người như cậu mà cũng xứng sao? Phùng thiếu gia, anh để mặt tôi mà bỏ qua đi. Anh mau về đi. Hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh sao? Chứng minh kiểu gì? Tôi có thể cho anh thêm chút thời gian, xem anh diễn thế nào. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Anh dám lộng hành ở đây hả? Báo công an, nhất định phải báo công an. Mọi người đều nhìn thấy, tôi vẫn chưa làm gì hết. Cố Trường Sơn, tôi xin anh đó, được không? Anh mau về đi, tôi không muốn thấy anh phải vào tù. Em yên tâm đi, Ngọc Tú, em đừng dính dáng đến anh ta. Lát nữa Diêu Tổng sẽ đến đây, em sẽ không thoát khỏi liên can đâu. Qua đây đi. Tên họ Phùng kia, tôi nói cho cậu biết, lát nữa Diêu Tổng đến đây, người đầu tiên không thoát được là cậu đó. Tôi với mọi người ở đây đều là khách quý được Diêu Tổng mời đến. Cố Trường Sơn này thật sự bị điên rồi. Không phải vừa nãy Phùng thiếu gia đã nói rồi sao? Người này là từ trên núi xuống, thật thô lỗ, không coi ai ra gì cả. Ngọc Tú, em cứ tin anh. Đừng mà, Cố Trường Sơn. Cố Trường Sơn, anh thật sự bị điên rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng Tô Tổng, chúng ta đi thôi. Siêu Tổng mà đến sẽ trách chị đó. Không được, tôi không thể đi. Tô Tổng, đã đến nước này rồi, chị còn lo cho Cố Trường Sơn nữa. Chúng ta còn không lo được cho bản thân mình. Báo công an, tôi sẽ báo công an. Trường học hy vọng Trường Sơn, đợi đã Phùng thiếu gia. Anh hãy nhìn bảng hiệu đó kia. Trường học hy vọng Trường Sơn. Chuyện này là sao? Phùng thiếu gia, không phải anh nói hôm nay sẽ có một nhân vật lớn sao? Tên trường còn được đặt theo tên người đó. Cố Trường Sơn, trường học hy vọng Trường Sơn. Chẳng lẽ Trường Sơn nói thật sao? Không phải chứ, tên của trường học giống với tên của anh ta. Trước đây tôi cũng từng nghe tin ngôi trường được xây vì người mà Diêu Tổng kính trọng nhất. Ngôi trường này, chẳng lẽ là Cố Trường Sơn chỉ là một tên vô dụng? Sao anh ta có thể quen biết với Diêu Tổng? Cái này chưa đủ chứng minh sao? Anh chỉ là có tên giống với trường học này mà thôi. Thế thì đã sao? Trên bảng hiệu này có viết tên Trường Sơn. Có lẽ anh ấy, Ngọc Tú, em hãy nghĩ đi. Cố Trường Sơn dạy học 8 năm ở trên núi,
Diêu Tổng chỉ mới nổi tiếng ở Đại Hạ 5 năm nay, mà chỉ trong vòng 3 năm, cô ấy đã trở thành người giàu nhất Đại Hạ. Sao có thể có sự tương đồng giữa họ được chứ? Cố Trường Sơn, chắc là anh từ đâu nghe được tên của nhân vật lớn đó, trùng tên với tên của anh. Anh cố ý đến đây, thừa nước đục thả câu. Nếu anh thực sự là nhân vật lớn đó, vậy sao anh không đến cùng Diêu Tổng? Hóa ra là vậy. Suýt nữa thì bị tên Cố Trường Sơn đó lừa rồi. Vẫn là Phùng thiếu gia sáng suốt, chỉ cần nhìn lướt qua đã biết âm mưu của Cố Trường Sơn. Buổi lễ ra mắt này chính là dành cho tôi. Tôi muốn đến thì đến thôi. Tôi khinh, anh lại đang bốc phét rồi. Nếu buổi lễ này thực sự dành cho anh, thì anh vốn không nên phá hỏng buổi lễ này. Cậu nói tôi lật tấm tre bảng hiệu này là đang phá hỏng buổi lễ sao? Nói cho cậu biết, buổi lễ này đối với tôi cũng chỉ là một nghi thức, một quy trình mà thôi. Anh cứ tiếp tục nói xạo đi, cứ nói tiếp đi. Đợi Diêu Tổng với nhân vật lớn đó đến, tôi xem anh xạo thế nào nữa. Không cần đợi đâu, Diêu Tổng đến rồi, Diêu Tổng đến thật rồi. Anh cứ đợi đó đi. Ngọc Tú, tôi dẫn bác sĩ mà sao? Đến rồi đây. Thế nào? Bây giờ em có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi chưa? Phùng thiếu gia, tôi nghe danh không bằng gặp mặt. Tôi tiểu thư của Hoa Thành, Ozama Sao, bác sĩ Nhật Bản. Quả nhiên là xinh đẹp. Ngọc Tú, em còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng cái gã Cố Trường Sơn kia có thể giúp em sao? Phùng thiếu gia, hiện tại tôi không có ý định kết hôn. Hay là Tô Ngọc Tú đã nể mặt em rồi mà em còn như vậy? Tôi chấp nhận cưới em. Đó là tôi đã nể mặt em rồi. Không cần cậu phải nể mặt Tô Ngọc Tú. Cố Trường Sơn, anh làm gì ở đây? Anh thật sự dám lại đây sao? Sao cơ? Một thầy giáo vùng núi có thể giúp được gì chứ? Ca phẫu thuật của ông Tô cứ để tôi làm. Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Anh làm phẫu thuật, cậu có biết rủi ro của ca phẫu thuật này lớn bao nhiêu không? Cậu làm được không? Đừng nói có thể phẫu thuật được. Anh ta còn không phải là bác sĩ nữa, chỉ là một thầy giáo vùng núi, biết y thuật cái nỗi gì. Tôi không biết cậu có thân phận gì, nhưng không phải là bác sĩ hành nghề trong bệnh viện Hoa Thành. Đừng ở đây nói những lời giáo rỗng vô lý. Đây là giấy bổ nhiệm của viện trưởng viện Hoa Thành. Bổ nhiệm tôi làm bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính cho ông Tô. Anh học y từ khi nào vậy? Chuyện này không có khả năng. Bệnh viện Hoa Thành sao lại để một người ngoài can thiệp vào cuộc phẫu thuật? Anh ta là một thầy giáo vùng núi, anh ta mà phẫu thuật được cái gì chứ? Sao có thể như vậy? Đây thực sự là chỉ thị của viện trưởng. Ngoài ra còn có dấu mộc của bệnh viện. Anh là bác sĩ đến từ đâu vậy? Thật ngại quá, thứ lỗi cho tôi không thể nói ra. Cho dù cậu có thể thực hiện được ca phẫu thuật này, nhưng cậu có biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu không? Cậu nắm được bao nhiêu phần thành công? Cậu có biết tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật này cao tới 80%? Đáng tiếc là cậu làm như vậy chỉ có thể hại bệnh nhân thôi. Không thể nào. Tôi biết rồi, chắc chắn Dương Thúy Linh bỏ tiền mua chỉ thị cho anh. Đừng nghĩ rằng có tiền là có thể muốn gì làm nấy. Hôm nay không có Diêu Tổng, dù có đi chăng nữa, anh cũng không thể an toàn rút lui đâu. Tôi nhất định sẽ khiến anh ngồi tù mọt gông. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai sẽ ngồi tù mọt gông. Anh điên rồi, bây giờ là lúc nào mà anh không lo lắng chút nào hết vậy? Chờ viện trưởng quay lại, tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày. Đến lúc đó xem thử ai mới là kẻ hề thật sự. Tôi đã kiểm tra qua, không liên hệ được với nhân vật lớn này. Không liên hệ được, tôi thấy chẳng bao giờ liên hệ được đâu. Không phải tôi đã nói rồi sao? Cố Trường Sơn này là một kẻ nói dối. Người trước đây đứng dưới trướng anh ta, bây giờ đều không liên hệ được. Tôi xem anh còn nói dối thế nào đây. Viện trưởng, nhân vật lớn kia có nói với ông rằng anh ấy muốn đích thân qua đây không? Đích thị là có nói. Cậu ấy còn nói lần này cậu ấy nhất định muốn đến đây làm phụ tá cho cậu. Vậy thì có một khả năng, bây giờ cậu ấy đang trên đường bay đến Hoa Thành.
Cố Trường Sơn ơi, Cố Trường Sơn, tôi thật sự không ngờ đến anh lại vô liêm sỉ như vậy đấy. Đã đến lúc này rồi, anh vẫn còn nói dối. Lẽ nào anh vẫn còn tưởng mình quen biết thần y gì đó sao? Viện trưởng, bây giờ ông nói với mọi người, rốt cuộc nhân vật lớn này là ai vậy? Nói với họ đi. Người nhờ tôi đồng ý để Cố Trường Sơn phẫu thuật cho ông Tô là Đỗ Quốc Hùng, thiên tài y thánh Đỗ Quốc Hùng. Viện trưởng, ông tin lời nói của loại người này sao? Ông nói Đỗ Quốc Hùng đích thân đến đây thì cũng thôi đi. Ông còn tin rằng anh ta sẽ đến làm phụ tá cho Cố Trường Sơn sao? Sớm đã nghe nói đại hạ của mọi người đây có một vị thiên tài y thuật, vốn dĩ muốn được mở mang kiến thức. Nhưng nếu như là đến làm phụ tá cho loại ăn hại này, vậy cũng coi như là đồ bỏ đi. Anh câm miệng lại cho tôi. Đây là bệnh viện của đại hạ chúng tôi. Từ khi nào đến lượt một con chó nước qua như ông đứng đây chỉ trỏ trỏ Tô Ngọc Tú? Em nhìn xem, anh ta vậy mà lại dám dùng thái độ này nói chuyện với bác sĩ Ma Sao của chúng tôi. Nếu như làm cho bác sĩ Ma Sao của chúng tôi giận, có thể ông ấy sẽ không đồng ý phẫu thuật cho ba em nữa đấy. Ngọc Tú, em yên tâm đi, ca phẫu thuật của chú không cần dùng tới con chó nước qua này. Tôi xin anh đừng nói nữa, anh cứ như vậy sẽ hại ba tôi mất mạng đấy. Viện trưởng, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên báo công an đi. Chúng ta tuyệt đối không thể để loại người không rõ lai lịch này phá hoại danh tiếng của bệnh viện được. Nhưng người đã liên hệ đến đây chính xác là Đỗ Quốc Hùng. Viện trưởng, tôi nghĩ ông nên tải ứng dụng chống lừa đảo đi. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ muốn đổi số điện thoại chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh tình của ông Tô đang chuyển biến xấu đi, yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức. Tô Ngọc Tú, em còn do dự gì nữa? Phùng thiếu gia, bác sĩ Ma Sao, xin hãy giúp tôi. Tôi lập tức đi sắp xếp phòng phẫu thuật. Bác sĩ Ma Sao, anh đi chuẩn bị trước đi. Ở đây cứ giao cho tôi. Vâng. Đây là lúc tôi cho cô thấy y thuật thật sự là gì. Tô Ngọc Tú, em biết phải làm gì rồi chứ? Chỉ cần anh có thể cứu ba tôi có thể trả bất kỳ giá nào. Ngọc Tú, phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật cực kỳ thành công. Cô Tô, bây giờ cô yên tâm rồi phải không? Thấy chưa? Tôi nói được là làm được. Không giống một số người, một tên thầy giáo miền núi còn dám ở đây giả mạo làm bác sĩ. Không xong rồi, bệnh nhân bị xuất huyết não sau phẫu thuật. Cái gì? Bệnh nhân có thể đã bị chết não? Sao có thể chứ? Rõ ràng phẫu thuật rất thành công. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra. Cái gì? Cậu dám đánh tôi sao? Cậu có biết tôi có địa vị như thế nào ở nước Hoa không? Một tên lang băm nước Hoa, tài nghệ không ra gì, coi thường mạng người, có đi chầu ông bà cũng đáng. Anh điên rồi sao? Cố Trường Sơn, anh biết tình hình bây giờ như thế nào không? Bác sĩ Ma Sao bị thương rồi, ai sẽ cứu người đây? Ca phẫu thuật này cứ để tôi. Anh còn ở đây giả vờ gì nữa? Anh có biết tình trạng bây giờ nguy kịch thế nào không? Cố Trường Sơn, tôi có thể tin anh không? Tất nhiên là có. Lại là ai nữa vậy? Liên quan đến mạng người đấy. Anh còn ở đây nói năng sằng bậy. Đỗ Quốc Hùng, cậu đến rồi. Viện trưởng, không phải tôi đã gọi cho ông? Đỗ Quốc Hùng, thiên tài y thuật, nói rằng cuộc phẫu thuật này sẽ do thầy Cố làm sao? Đúng vậy. Cái gì? Cố Trường Sơn làm sao có thể là thầy của Đỗ Quốc Hùng? Cho nên Trường Sơn nói đều là thật. Không thể kéo dài nữa, chúng ta lập tức tiến hành phẫu thuật. Vâng, đợi mọi chuyện xong rồi tôi sẽ xử lý hai người.
Chờ một chút. Cố Trường Sơn, anh còn tự nhận mình là bác sĩ. Nếu như ông Tô xảy ra chuyện gì, anh có gánh nổi không? Tất cả y thuật của tôi đều do thầy Cố dạy. Anh có tư cách gì chất vấn thầy ấy? Chuyện này không thể nào. Một thầy giáo miền núi làm sao có thể dạy y thuật? Tôi biết rồi. Nhất định là Diêu Tổng đã đưa tiền cho mấy người phải không? Cố ý giúp Cố Trường Sơn diễn kịch. Phùng Gia Hưng, anh câm miệng đi. Ba tôi không thể kéo dài được nữa. Trường Sơn, cầu xin anh, lần này nhất định phải cứu ba tôi. Yên tâm đi, chú sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tô Ngọc Tú, em tin tên ăn hại này sao? Tôi sẽ khiến em hối hận. Nói cho các người biết, Phùng Gia chúng tôi cùng Long Soái và cả Chiến Thần đã thiết lập quan hệ. Bây giờ anh cả của tôi đã được Chiến Thần đại nhân nhận làm đệ tử. Mấy người cứ chờ xem. Viện trưởng, chuẩn bị khử trùng, thay quần áo. Tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Vâng, mời cậu qua đây. Phùng Gia Hưng, mời anh rời khỏi đây. Ở đây không chào đón anh. Phòng phẫu thuật. Anh còn đến đây làm gì nữa? Còn phải hỏi. Đương nhiên là đưa phạm nhân ra trước công lý rồi. Phạm nhân gì chứ? Cố Trường Sơn đánh người ta bị thương. Anh ta không phải là phạm nhân thì là gì? Anh không thể vào trong. Trường Sơn đang làm phẫu thuật cho ba của tôi. Phùng thiếu gia, hay là đợi phẫu thuật kết thúc đi. Có trời mới biết, hắn liệu có đang làm loạn trong lúc phẫu thuật hay không. Đi. Cậu không biết đây là bệnh viện sao? Ầm ĩ cái gì thế? Chính là anh ta. Anh ta đã ra tay đánh người ở đây đó. Bắt anh ta lại đi. Ca phẫu thuật thành công rồi. Em yên tâm nhé. Uzama sao, cái tên bác sĩ kém cỏi này. Xem thử mạng người. Tôi đánh anh ta thì sao chứ? Anh Cố, anh vui lòng theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra. Được, không thành vấn đề. Trường Sơn, anh Ngọc Tú, em yên tâm đi. Chú Tô, đã có Tiểu Đỗ đang chăm sóc rồi. Em cứ yên tâm. Cố Trường Sơn, giám mục trưởng của nhà tù Hoa Thành. Anh có biết tội của mình không? Tôi có tội gì sao? Anh đã đánh bị thương một vị bác sĩ nổi tiếng của nước ngoài. Camera giám sát cũng đã ghi lại một cách rõ ràng. Anh còn dám ngụy biện sao? Cậu gọi mấy con cún tới từ nước qua là khách quý sao? Hỗn sự, khiến người khác bị thương mà còn ngang ngược như vậy. Sao nhà tù Hoa Thành này lại có loại giám mục trưởng như cậu vậy? Xem ra tôi phải bảo cái thằng nhóc Trần Nhật đó là một cuộc thanh lọc ở chỗ này rồi nhỉ. Cố Trường Sơn, anh to gan lắm. Anh dám gọi thẳng tên của Trấn Ngục Thiên Vương. Tôi gọi thẳng tên của cậu ta thì đã sao? Cố Trường Sơn, anh có biết đây là đâu không? Dám hỗn láo với Trấn Ngục Thiên Vương sao? Ông đây sẽ khiến anh muốn đi không được, ở lại cũng không xong. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên bỏ cái tay này ra khỏi người tôi. Nếu không thì tôi sợ cậu không giữ được nó đâu. Tôi không buông đó thì sao? Anh có thể làm gì tôi đây? Tôi nói cho anh biết, ở cái nhà tù Hoa Thành này, ông đây mới là ông trời. Ngục trưởng đại nhân, có gì mà hốt hoảng vậy? Ngục trưởng đại nhân, Trấn Ngục Thiên Vương gửi đến văn bản gấp, yêu cầu chúng ta thả Cố Trường Sơn ra ngay lập tức. Không thể nào có chuyện này. Trấn Ngục Thiên Vương sao lại để tâm đến cái nhà tù nhỏ này chứ? Tôi đã nói cậu sẽ hối hận mà. Nói đi, có phải anh đã dùng thủ đoạn gì hay không? Mưu hèn kế bẩn, sao còn chưa thả tôi nữa? Có phải cậu đã nhận tiền của Phùng Gia không? Anh nói nhảm. Trần Nhạc, Trấn Ngục Thiên Vương, Trấn Ngục Thiên Vương đến rồi. Cố Trường Sơn, anh toi đời chắc rồi. Thiên Vương đại nhân, không biết có chuyện gì khiến ngài phải dành thời gian đến đây vậy? Cậu chán sống rồi sao? Chào thầy Cố. Thiên Vương đại nhân, sao ngài lại đánh tôi? Thầy Cố sao? Cái thằng này sao có thể là thầy Cố được cơ chứ? Cái đồ không xem người khác ra gì. Thân phận thầy Cố của chúng tôi cần cậu phán xét sao? Quỳ xuống cho tôi. Thầy Cố ơi,
Thầy Cố, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Anh tha cho tôi với. Thôi bỏ đi, đưa đi đi. Lôi ra ngoài. Thầy Cố ơi, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi mà, thầy Cố ơi. Thưa thầy, lần này thầy đánh Uzama sao bị thương, khiến cho phía bên nước Hoa nổ ra một làn sóng lớn. Nước Hoa đã tận dụng cơ hội này phát động cuộc tấn công chính trị. Thầy xem, có cần em sắp xếp cho thầy một nơi để tránh sóng gió không? Tôi cũng đâu có làm sai, tại sao tôi phải tránh né chứ? Hơn nữa, nước Hoa nhỏ bé như viên đạn đó, không đáng lo ngại. Không được, thì cứ tiễn đi là xong. Vâng, đúng rồi, giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi sợ Ngọc Tú sẽ lo lắng. Vâng. Đó, nhìn đi, chẳng có một ai trong phòng bệnh cả. Con nói là tỉnh lại rồi. Nhìn cô như thế này, đều tại tôi, đã không dạy dỗ cô đàng hoàng. Sau khi mẹ cô mất, có ba sinh nhưng không được mẹ dạy. Chị, tôi khuyên chị tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận sai đi, đừng có ở đây làm mất mặt nhau. Mấy người muốn nói gì cũng được, nhưng không được đụng đến mẹ tôi. Hai người mau câm miệng đi. Hai người biết gì về Ngọc Tú hả? Đồ vô dụng, cậu câm miệng cho tôi. Có khi chính cậu đã dạy hư Ngọc Tú. Còn nói, cậu chữa khỏi bệnh cho ông Tô của chúng tôi. Vậy ông Tô đâu rồi? Phải đó, cứ mở miệng ra là nhận mình quen biết với thần Ý Đỗ. Loại người như anh cũng xứng nhắc đến thần Ý Đỗ sao? Còn nói gì mà, thần Ý Đỗ, gọi là Tiểu Đỗ. Anh thật sự vô liêm sỉ. Nói ai vô liêm sỉ đấy hả? Ba, Tô Dương, chủ tịch tập đoàn Tô Thị, ba ơi. Sao ba tỉnh lại rồi, ba? Lão Tô, ông tỉnh lại rồi. Mấy người không muốn thấy tôi tỉnh lại hả? Ba, tất nhiên tụi con muốn thấy ba tỉnh lại chứ. Ba ơi, ba không biết được đâu. Trong thời gian ba hôn mê, chị gái đã hại công ty tổn thất ít nhất 5 tỷ đó. Good, ba, con. Lão Tô, ông có biết không? Con gái ông đã lấy hết tiền của công ty rồi. Thời gian qua Tiểu Kiệt đã liều mạng để nghĩ cách bù thiệt hại cho công ty. Ba, con không hề làm gì sai với công ty cả. Ngọc Tú, ba biết mà. Thời gian qua con đã chịu thiệt rồi. Mẹ con hai người nghĩ tôi bị bệnh thì không biết gì sao. Hai người cũng to gan thật. Nhân lúc tôi bị bệnh, lạm dụng tiền của công ty, con muốn đuổi Ngọc Tú ra khỏi hội đồng quản trị. Tôi tỉnh rồi. Ba nghĩ hai người còn dở trò được sao? Ba, ba đừng tin mấy lời vớ vẩn của chị gái. Chị gái chỉ đang nói dối thôi. Lão Tô, Tô Ngọc Tú còn nói, cái tên thầy giáo miền núi nghèo nàn này đã làm phẫu thuật cho ông. Ông nói xem có được cười không chứ? Đúng là có mắt như mù mà. Bệnh tình của ông Tô chính là thầy Cố đã cùng với tôi làm phẫu thuật. Thần Ý Đỗ sao? Anh nói ai là thầy giáo? Thầy Cố. Bệnh tình của ông Tô em đã kiểm tra tổng thể rồi, không có vấn đề gì nữa. Sau này nghỉ ngơi là được. Được, tôi biết rồi. Không thể nào, Cố Trường Sơn chỉ là một thầy giáo miền núi, sao lại là thầy của thần Ý Đỗ được? Câm miệng cho tôi. Tôi không muốn gặp lại mẹ con hai người nữa. Bây giờ tôi tuyên bố với tư cách là cổ đông lớn nhất tập đoàn Tô Thị, bổ nhiệm Tô Ngọc Tú làm tổng giám đốc cao nhất của tập đoàn Tô Thị, đuổi hai mẹ con Tô Tuấn Kiệt ra khỏi tập đoàn Tô Thị. Bà ơi, con thật sự biết sai rồi. Ba, con xin bà đó, ba cho con một cơ hội nữa đi. Ba, Lão Tô, ông không thể làm vậy. Chúng tôi mệt rồi. Thần Ý Đỗ, cậu mau đuổi bọn họ ra khỏi đây đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Hai vị, xin mời. Cậu Cố, rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Tôi sẽ trả ơn cậu thật đàng hoàng. Nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể rời khỏi Ngọc Tú. Ba, Ngọc Tú, đừng nói gì cả.
Ông già, ông vừa nói cái gì vậy? Thầy Cố vừa mới cứu ông xong, ông lại không biết báo đáp ân tình. Thần Y Đỗ, tôi biết thân phận cậu tôn quý, tôi cũng rất tôn trọng thầy của cậu, nhưng tôi đã nghe viện trưởng nói cậu Cố đã đắc tội với Long Soái đại nhân và Chiến Thần đại nhân. Long Soái và Chiến Thần sao? Trường Sơn, chuyện từ khi nào vậy? Ba tôi không thể nói dối tôi được. Anh đắc tội với bọn họ khi nào vậy? Anh không nhớ anh đắc tội với ai cả. Sao thầy Cố có thể đắc tội với hai người họ được? Dù gì họ cũng là Tiểu Đỗ. Viện trưởng đã nói với tôi rồi, cả nhà Phùng Gia Hưng đã kết thân được với Long Soái và Chiến Thần đại nhân rồi. Anh trai cậu ta là Phùng Gia Phát, thậm chí đã trở thành đệ tử của Chiến Thần rồi. Đệ tử của Chiến Thần sao? Nếu thật sự là đệ tử của Chiến Thần, vậy thì chẳng có gì phải lo cả. Thần Y Đỗ, tôi biết thân phận cậu cao quý, cậu Cố đây cũng là người tài hoa, nhưng hai người đó là trọng thần nắm giữ binh quyền quốc gia. Hai người này có tiếng tăm nhỉ?